Hello, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Ăn Chơi Cùng Nhân Lì Đẹp Trai. Bữa hôm nay ở bên Mỹ đang là tiết rơi các bạn. Ở bên Mỹ đang là tiết rơi thì thèm đồ ăn Việt Nam. Bữa hôm nay mình lại lên cái trang của cái cô bạn Trang Cherry nữa. Bữa nay cô bạn này bán một món hàng mình rất là ưng ý các bạn. Rất là ưng ý. Đây là cái cô bạn Trang Cherry chuyên bán hàng. Bữa hôm nay để coi cái cô bạn này bán cái gì các bạn. Hồi tuần rồi á, thì mình đã mua ốc gác bếp. Đó, các bạn thấy không? Ốc gác bếp. Mình đã mua ốc gác bếp rồi, cho nên bữa hôm nay mình sẽ không mua ốc gác bếp nữa. Bữa hôm nay mình sẽ mua một món mà các bạn rất là thích các bạn. Đó chính là cái gì? Đó chính là cái gì đây? Sữa chua Vinamilk các bạn ơi. Trời ơi, tôi thèm cái này. Tôi hồi thèm cái này lắm lắm các bạn ơi. Trời ơi, tụi ơi, sữa chua Vinamilk tôi thèm quá, tôi chảy nước miếng các bạn. Tôi phải mua ăn cho bằng được, Bây giờ sữa chua này hàng có sẵn, sữa chua truyền thống 185, 48 hộp, sữa chua Nha Đa 195 cũng là 48 hộp, ship xuyên bang các bạn nhé. Bây giờ tôi phải mua mới được, tôi phải mua ăn mới được. Hổng gài thì có nhiều bạn nói cái bạn Trang Cherry bán hàng không chất lượng. Hồi bữa thì mình đã mua ốc gác bếp của bạn Trang Cherry rồi, bán rất là tươi, ốc gác bếp chất lượng các bạn nhé. Bữa hôm nay mình lại mua một cái hàng sữa chua của cô Trang Cherry nữa. Thì các bạn biết không, giống như là bán hàng online thì dĩ nhiên là khi mà cái người bán á, họ bán hàng chất lượng. Nhưng mà dạo này cái tụi gửi hàng á, tụi nó không có chất lượng các bạn ha. Cho nên các bạn đừng có đổ thừa cho người ta. Nói thật sự thì cái cô bạn, bây giờ mình sẽ bóc hàng cho các bạn coi. Gửi rất là đàng hoàng luôn. Có thể những cái người họ mua họ bị giống như là... Các bạn thấy không, hàng đóng gói đàng hoàng. Sữa chua, mua sữa chua là một ngày nhận được liền các bạn nhé. Cô bạn Trang Cherry này bán hàng cũng khá là ok luôn. Có thể các bạn bị xui cho nên cái ốc gác bếp nó không được chất lượng. Sau khi mà tôi bóc thùng cái thùng sữa chua ra rồi các bạn ơi, trời ơi, ship bằng máy bay các bạn nha. UPS Day Air ship bằng máy bay, sữa chua bây giờ đi bằng máy bay luôn. Thì 48 các bạn thấy không, 48 hộp sữa chua các bạn. Bây giờ tôi sẽ bỏ vô các bạn nhìn nè. Sữa chua Vinamilk, người nào mà thích ăn mềm á thì bỏ vô tủ mát, còn người nào thích ăn cứng á thì bỏ vô tủ đông các bạn nha. 48 hộp sữa chua Vinamilk mình đã bỏ vô đây. Đây, cái này mà không có khách mà cạo nó ăn thì được là hết sảy con mà bảy luôn. 48 hộ các bạn. Ok các bạn ơi, hàng hiếm từ Việt Nam bay qua các bạn nhé. Mua trên Trang Cherry. Thì cái hình thức thanh toán á là rất là đơn giản, các bạn có thể trả tiền bằng check nè, hay là các bạn trả tiền bằng Zelle, có nghĩa là các bạn người ta sẽ đưa một cái hóa đơn giống như mình mua sữa chua đi. Sữa chua là 48 hộp 185 thì mình bấm tiền qua bên bển 185 là người ta nhận được tiền, là người ta gửi hàng cho mình. Nói chung là mua hàng ở trên mạng là như vậy đó các bạn, nhanh gọn lẹ. Nhưng mà cái cô này bán hàng rất là chất lượng các bạn nhé, mình đã mua rất là nhiều lần rồi. Nói chung là đồ gì mà bên Việt Nam hiếm hiếm, chẳng hạn như là ốc gác bếp nè, gà đi bộ nè, nói chung là mấy cái đồ mà hiếm bên Việt Nam nhập qua đó, vú sữa nè, thì mình mua các bạn, lâu lâu ăn đồ Việt Nam cho nó vui các bạn ha. Thì bây giờ lát nữa mình sẽ đem sữa chua về nhà, mình sẽ ăn review. Nói thật sự với các bạn á, 17 năm rồi ở bên Mỹ chưa ăn hũ sữa chua Vinamilk các bạn. Hồi xưa ở Việt Nam ăn hoài, thấy không? Qua đây thèm. Thèm quá. Các bạn ơi, sữa chua Vinamilk mua ở trên cái trang của Trang Cherry nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ ăn thử các bạn ha, ăn thử coi có giống như hương vị quê hương không nha. Đó các bạn. Vinamilk. Đó các bạn thấy không, sweetened yogurt. Đấy, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 48 hộp các bạn nha, 48 hộp. Bây giờ mình ăn thử cái này các bạn ha. Hương vị thơm ngon. Còn quá trời luôn các bạn ơi, bây giờ bỏ vô tủ đá ăn mới ngon các bạn ha. Bỏ vô tủ đá ăn mới ngon ha. Đó, hàng Việt Nam chất lượng cao. Ngon. Bây giờ thì mình sẽ chứa sữa chua vô đây để ăn từ từ các bạn ơi. Sữa chua này phải cứng mới ngon nha. Vinamilk đàng hoàng nha các bạn, thấy chưa? Đó. 48 hũ ăn đã luôn. Trời. Thì các bạn cũng đã biết là mình đã có được sữa chua Việt Nam Vinamilk
Sở dĩ mình nói nhỏ vậy là con mình đang ngủ các bạn nha. Các bạn hãy lắng tai nghe cho kỹ. Ok, bữa hôm nay mình sẽ làm một món là sữa chua trộn trái cây các bạn. Xoài, thanh long, táo, bưởi, quả bỉ là quên cái gì, chôm, bơ, rồi một dĩa trái cây hoành tráng luôn các bạn ơi. Đây. Mình sẽ trộn như là sữa chua Việt Nam các bạn, sữa chua trộn trái cây nha. Thơm quá. Ok các bạn ơi, bây giờ anh vợ mình đã đem ra hai cái tô ha. Hai cái tô. Rồi vậy rồi. Thì mình đã lựa ra hết rồi, ok. Sữa chua các bạn, sữa chua Vinamilk nhé. Đó. Sữa chua Vinamilk nhé. Rồi giờ bỏ từng loại trái cây vô đi. Bỏ vô hết rồi. Bỏ tới một chút. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ mít vô đi các bạn. Thì bưởi. Bưởi. Ủa bị lâu mà tiếng Việt quên. Chôm. Xoài. Thanh long. Lê. Chôm. Thanh long. Chôm rồi đấy. Rồi. Bơ. Táo. Á phụ. Lê. Rồi các bạn ơi. Còn nhiêu đây hết. Sắc nhỏ bỏ đá vô trước đi. Bây giờ mình sẽ cho đá đi các bạn ha. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho nho vô đây. Bây giờ mình sẽ khui sữa chua đi các bạn ơi, sữa chua mới bay từ Việt Nam qua. Đó. Bên kia nữa. Bên đây một củ nữa. Rồi trộn lên ăn thử đi rồi xong ăn sữa chua trước rồi xong thử cái này rồi mới bỏ miếng sữa vô có hay trước khi bỏ cái này vô với lại sau khi ăn như thế nào. Ok, bây giờ sau khi mình trộn lên thì mình sẽ ăn thử các bạn ha. Sữa chua mà trộn với trái cây thì ôi thôi ngon lắm. Cho thêm một miếng sữa đặc cho nó đi các bạn. Bên kia nữa. Mẹ đưa tô kia đây đưa cho mẹ. Đưa cái muỗng kia cho mẹ. Muỗng sạch. Dạ. Chọn lên đi. Chọn lên đi. Thank you.
Chua chứ. Sữa chua, nhầm với cây. Ngon.